Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới kênh của mình. Và sau đây thì mình sẽ cập nhật tin tức mới nhất về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 tối ngày 10 tháng 12 năm 2019. Và vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam đã giành được huy chương vàng quý giá trước đội tuyển Indonesia với tỷ số là 3-0. Và bây giờ chúng ta cùng ăn mừng nào. Đây, Việt Nam vô địch rồi các bạn ạ. Và đây là kết quả này. Đội tuyển Việt Nam đã vươn lên vị trí số 2, bỏ xa Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đã giành được 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 103 huy chương đồng. Còn đội tuyển Thái Lan 91 huy chương vàng, 97 huy chương bạc, 122 huy chương đồng. Đội tuyển Indonesia thì bị cách quá xa với 72 huy chương vàng, 80 huy chương bạc, 108 huy chương đồng. Đội tuyển Lào trong tối ngày hôm nay đã giành được một huy chương vàng các bạn ạ. Đội tuyển Đông Timor thì vẫn chưa có huy chương vàng. Và chúng ta chỉ còn một hoặc hai ngày thi đấu nữa thôi các bạn ơi. Bây giờ mọi người đang đi bão và mình thì đang ngồi đây để ăn mừng chiến thắng. Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất là hay. Mặc dù chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đã bị thẻ đỏ nhưng mà toàn bộ người dân Việt Nam đều vẫn thấy rất vui. Mọi người thấy video mà hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ để mọi người cũng biết nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.